Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt may mẫu áo baby doll dành cho mẹ và bé. Có phần xếp ly ở trước áo và có phần tay vòng rã bèo nhún rất là dễ thương dành cho mẹ và bé. Phần rập này mình có bán sẵn, bạn nào muốn mua phần rập này thì có thể liên hệ với mình qua Facebook hoặc là qua Zalo. Size rập thì sẽ có từ 1 đến 10 tuổi và sẽ có size của mẹ từ size XS đến size 2XL. Hoặc là các bạn cũng có thể vẽ rập theo phần hướng dẫn trong video này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn phần vẽ rập. Thì để vẽ phần rập này, các bạn sẽ phát triển từ phần dạng rập cơ bản thôi. Các bạn có thể vẽ theo phần rập chữ A cơ bản. Chỉ có khác là chiều dài mình sẽ là chiều dài của áo, không phải là chiều dài của đầm. Thì cái phần áo của mình nó sẽ ngắn hơn. Và phần áo thì mình đánh xòe luôn từ phần vai này, các bạn đánh xòe xuống hơi chữ A nhẹ ra như thế này, thân trước và thân sau. Và có một cái phần rập tay áo cơ bản. Sau khi đã có được một cái phần rập như thế này thì phần áo này thì sẽ có một số thay đổi so với phần đầm cơ bản. Thứ nhất là phần cổ áo. Phần cổ áo thì các bạn sẽ cho rộng hơn so với phần cổ cơ bản. Tùy theo các bạn muốn mặc rộng hay là mặc cổ hơi rộng hay là cổ ôm. Mình lấy trung bình ra là khoảng 2cm nha. Và phần sau cổ mình cũng lấy sâu xuống hơn là 2cm so với phần cổ cơ bản. Và các bạn vẽ lại phần cổ tròn. Phần áo này thì phần vai nó sẽ có cái phần tay phòng nữa, nên là mình sẽ giảm so với phần vai cơ bản. Mình sẽ giảm từ 1cm cho các bé và từ 1.5 đến 2cm cho người lớn nha các bạn. Sau đó các bạn có thể vẽ lại phần nách áo. Phần sau các bạn cũng vẽ phần cổ theo với lại phần thân trước, cũng các bạn cũng lấy ra thêm 2cm. Và hạ sâu cổ xuống khoảng từ 2 đến 2.5. Và phần vai thân sau cũng đi với lại phần vai thân trước, hai phần vai là phải bằng nhau. Sẽ vào 1cm cho các bé và 1.5 đến 2cm cho người lớn. Sau đó phần cổ nó sẽ có phần rã đô. Phần rã đô thì tùy các bạn muốn rã bao nhiêu ha. Thường mình sẽ lấy khoảng 2 phần 3 của phần tay áo. Và sẽ đánh hơi cong xuống. Tương tự với thân sau. Sau đó với phần thân dưới thì mình sẽ có một cái phần xếp ly. Phần xếp ly này tùy theo các bạn muốn xếp độ rộng của ly là bao nhiêu. Có thể từ 3 đến 4cm cho cái phần ly này. Ví dụ mình làm một cái ly là 4cm thì mình sẽ vẽ ra thêm là 4cm. Thân trước các bạn ra bao nhiêu, thân sau các bạn cũng ra chừng đó nha. Sau đó các bạn sẽ chia đôi cái phần này ra để mình làm một cái phần xếp ly ở đây. Phần ly ví dụ là 4cm. Tương tự thân trước và thân sau. Mình đánh dấu điểm này sẽ là phần gấp đôi. Phần này cũng là phần gấp đôi. Đây là thân trước. Thân sau. Phần này cũng là phần gấp đôi. Thân sau thì các bạn cũng có thể là mình cắt thành hai mảnh rời và các bạn làm một cái phần cài nút ở đây. Hoặc là các bạn cũng có thể xẻ một cái phần giọt nước ở đây hoặc là xẻ chữ V.
có thể xẻ một cái giọt nước ở đây. Thì phần phía dưới này vẫn là phần gấp đôi. Đây là phần đáp của thân sau. Phần này các bạn có thể may là một lớp hoặc là hai lớp, nhân cho một hoặc là nhân cho hai. Tương tự với đáp của thân trước thì các bạn có thể cắt là nhân 1 hoặc là nhân 2. Phần này là tùy chọn của mình ha, không bắt buộc. Nếu như mà mình cắt là hai lớp thì mình sẽ may lộn, và nếu như mà mình may viền thì mình sẽ cắt là một lớp thôi. Được hai phần thân áo như thế này. Tiếp theo là mình sẽ đi vẽ phần tay. Phần tay thì đầu tiên là lớp phía trong sẽ là một cái phần tay phồng nhúng thôi. Phần tay phồng nhúng thì mình cũng đã hướng dẫn rồi. Video này thì mình sẽ nói sơ qua thôi. Với phần tay phồng nhúng cả phía trên và phần phía dưới thì khá là đơn giản. Các bạn sẽ cắt ra một đoạn. Đoạn giữa này sẽ là cái đoạn nhúng của mình, tùy theo các bạn muốn nhúng nhiều hay là nhúng ít. Nhớ là cũng gấp đôi tờ giấy lại ha. Đặt cái phần tay cơ bản lên. Vẽ một cái đường song song với lại phần đường gấp đôi và đặt cái phần rập cơ bản lên. Cái phần này sẽ từ 4 đến 5 cm hoặc là 6 cm tùy theo các bạn muốn cho cái phần nhúng tay nhiều hay là nhúng ít. Sau đó từ phần tay cơ bản các bạn sẽ lên thêm một đoạn là cái phần để làm cái độ phồng phía trên, thì độ phồng này cũng sẽ từ 3 đến 4 cm nha. Sau đó các bạn sẽ vẽ lại phần tay cơ bản phía dưới nè. Từ 1/3 phía trên thì các bạn sẽ cho nó vòng lên phía trên. Và phần tay phía dưới các bạn có thể vẽ thẳng đó thôi. Và phần phía dưới này nó sẽ có hơi cong nhẹ xuống dưới để mình bù cho cái phần độ cong của phần bụng sau khi mình nhúng. Độ cong này khoảng từ 2 cm. Sau đó các bạn cũng cắt rời phần tay này ra. Và phần tay này vẫn có phần tay trước và tay sau. Tay phía trước thì các bạn sẽ gọt đi bớt khoảng 1 cm. Được cái phần tay phồng phía dưới như thế này. Đây so với phần rập cơ bản này các bạn. Đây là phần tay phồng sau khi mình đã vẽ thêm ra cho cái phần độ phồng nhúng. Sau đó là sẽ tới cái phần bèo tay. Phần bèo tay thì các bạn sẽ tiếp tục sử dụng lại phần rập tay cơ bản. Sau đó cái phần bèo này tùy các bạn cho cái độ bèo bao nhiêu, độ rộng của phần bèo này bao nhiêu. Ví dụ mình làm phần bèo này là 5 cm. Phần bèo sẽ bắt đầu từ phía dưới này nha các bạn. Nó sẽ song song với lại phần tay. Và phần phía trên này vẫn là khoảng 5 cm ở đây. Sau đó các bạn sẽ vẽ một cái đường nó hơi song song với lại cái phần tay. Nhưng mà vẫn sẽ có cái độ lượng hơn là với phần tay, không phải là cái đường thẳng như cái phần tay. Sau đó các bạn có thể cắt rời phần này ra. Đây cái phần bèo tay như thế này. Nhưng mà sau đó mình sẽ cần rã cái phần bèo này ra để cho nó có cái độ xòe ra. Các bạn có thể vẽ những cái đường.
Sau khi cắt xong, các bạn sẽ đặt lên một tờ giấy khác và các bạn sẽ rã cái phần rập này ra, rã phần bèo tay ra cho nó có cái độ xòe ra. Tùy theo các bạn muốn độ xòe bèo nhiều, cong nhiều hay cong ít mà các bạn sẽ rã phần tay ra cho phù hợp ha. Các bạn có thể dán cố định một bên và bắt đầu mình rã ra. Rã xong phần bèo tay thì các bạn nhớ là rã hai bên cho nó cân đối với nhau ha. Sau đó thì các bạn có thể vẽ lại phần tay này. Vậy là mình đã xong phần rập gồm thân trước, phần đáp thân trước, thân sau, phần đáp thân sau, phần tay áo và phần bèo. Sau khi đã có được phần rập giấy thì các bạn sẽ sang dấu rập và cắt trên vải. Thân trước sẽ là một cái phần hai phần đối xứng, các bạn sẽ gấp đôi phần vải lại, đặt đường này trùng với đường gấp đôi. Sau đó cắt chừa đường may, các bạn có thể cắt chừa đường may mỗi phần là 1 cm. Tương tự với phần thân sau, đây là phần đáp của thân trước thì cũng có một cái phần gấp đôi ở đây. Phần đáp này thì các bạn có thể là mình may một lớp hoặc là hai lớp tùy các bạn ha. Thân sau cũng vậy, thì chúng ta sẽ có một cái phần sẽ giọt nước ở đây, các bạn cũng có thể cắt là một lớp hoặc hai lớp đều được. Đây là phần tay áo, sẽ có hai phần tay, các bạn cũng cắt chừa mỗi phần là 1 cm đường may. Đây là phần mình sẽ may phần bèo tay, các bạn cũng cắt hai phần. Và đây là phần cửa tay. Phần cửa tay này thì các bạn lưu ý chút xíu là các bạn nhớ đo lại theo số đo thực tế. Và cái phần cửa tay này các bạn có thể cắt là 2 mảnh hoặc là 4 mảnh. Nếu như các bạn cắt là 2 mảnh thì các bạn sẽ gấp đôi phần vải lại, đặt một cạnh trùng với đường gấp đôi. Sau đó các bạn sẽ cắt trừ mỗi phần là 1 cm đường may chung quanh. Còn nếu như các bạn cắt là 4 mảnh thì các bạn sẽ cắt là trừ mỗi phần chung quanh hết là 1 cm đường may như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành ráp may. Đây là mình sẽ đi may phần tay áo trước. Đây là phần bèo tay. Phần bèo tay thì ở phần phía trong này, để cho cái phần áo này nó nổi hơn thì các bạn có thể mình là đi cuốn biên, cuốn bè cái phần ở phía trong này. Hoặc là các bạn cũng có thể may phần ren hoặc là may những cái đường trang trí trên phần máy gia đình cũng được ha. Cho nó tạo cái độ nổi cho cái phần phía bèo tay này, các bạn sẽ may ở đường phía trong. Phần đường phía ngoài thì mình sẽ đi may với lại phần tay áo. Đây là phần tay áo. Phần tay áo thì sẽ có cái phần rút nhúng cả phần cửa tay và cả phần nách áo. Đây mình đã may rút nhúng rồi. Cách rút nhúng thì bạn nào chưa biết thì các bạn có thể may chỉnh máy ở chế độ may chỉ thưa. Sau đó các bạn sẽ rút phần chỉ dưới lại, nó sẽ tạo thành cái độ rút nhúng như thế này. Đây mình nhúng cả phần cửa tay và phần tay. Sau đó các bạn sẽ đi may phần bèo tay này liền với lại phần tay áo. Nhớ để ý là phần tay sẽ có phần tay trước và tay sau. Tương tự với lại phần bèo tay cũng có phần bèo tay trước và bèo tay sau. Các bạn sẽ đi may nối chung quanh cái phần này. Đây các bạn may liền phần bèo tay với lại phần tay áo luôn. May theo đường này, may theo phần đường sườn áo, may theo phần đường phía trong, may chung quanh cho cái phần bèo tay này nó liền với lại phần tay áo. Đây là phần cửa tay. Phần cửa tay này các bạn có thể may là một miếng liền hoặc là hai miếng rời như thế này. Mình sẽ may là hai miếng rời để mình được kẹp được cái phần ren chính giữa như thế này. Hoặc là các bạn cũng có thể cuốn biên cái phần này, được cái phần nẹp cửa tay như thế này. Sau khi các bạn đã may liền cái phần tay rồi thì các bạn may thêm một cái đường ren trang trí ở đây. Sau đó các bạn sẽ lật lại và các bạn may nối như thế này, cho hai phần cửa tay và phần tay là bằng nhau. Đây mình sẽ làm thêm một cái đường ren trang trí ở đây. Đây, giống như là cái phần tay này mình đã hoàn thành rồi đây ạ. Mình đã may được cái phần tay rồi, mình đã thêm một cái đường trang trí ở đây. Sau đó mình sẽ may vào với lại phần tay. Sau đó thì các bạn có thể may phần đường sườn của tay là mình đã được một cái phần tay hoàn thiện như thế này. Có phần nhúng ở phần cửa tay và nhúng ở phần vai áo như thế này, tạo một cái phần tay bèo rất là dễ thương. Nếu như các bạn không muốn may
Phần này là hai miếng thì các bạn cũng có thể may cái phần cửa tay này là một miếng vẫn được nha. Đây là phần tay mà chỉ may có một miếng thôi thì các bạn sẽ gấp đôi phần vải lại. Với phần tay này thì có một cái lợi thế là các bạn có thể may cái phần tay này nó tròn lại với nhau. Tức là nếu như phần tay này các bạn may cái phần ren ở phía dưới nè thì các bạn sẽ phải là mình đi may nối sau cùng cái phần đường sườn thì nó sẽ hơi dư, sẽ thấy một cái phần đường nối ở đây. Còn với cái phần tay mà mình may là một miếng liền thì các bạn sẽ gấp đôi phần tay lại, các bạn nối phần đường sườn trước, sau đó thì các bạn mới đi may liền phần tay với lại phần thân áo thì được một cái phần tay tròn và cái phần cửa tay nó sẽ sạch sẽ hơn, nó sạch hơn như thế này ha, nó không bị thấy cái phần đường nối như là cái phần tay này. Đây là hai cách may cái phần cửa tay. Sau khi may xong thì các bạn sẽ được một cái phần tay áo như thế này. Đây, hai phần tay áo. Sau phần tay mình sẽ tiến hành đi ráp may phần đô phía trên. Phần đô phía trên sẽ có phần thân trước và thân sau. Thân sau mình sẽ xẻ một cái phần giọt nước ở đây để cho mình chui đầu dễ dàng hơn. Thì phần này các bạn có thể là may một lớp hoặc là hai lớp đều được. Mình thì mình sẽ may hai lớp nha. Là đầu tiên các bạn sẽ đi ráp may phần vai của thân trước và thân sau vào với nhau. Vì mình may hai lớp nên là mình sẽ may hai lớp luôn. Thân sau có xẻ nhưng mà các bạn đừng có cắt trước nha, mình may xong mình mới đi xẻ thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Sau khi đã may nối vào rồi thì bây giờ mình sẽ đi may hai phần hai lớp này vào với nhau. Các bạn may một lớp thì các bạn có thể là mình sẽ đi may viền ẩn hoặc là viền bọc mép đều được nha. Mình sẽ đi may hai lớp và phần chính giữa này sẽ có một cái xẻ chữ V ở phần cổ thân sau. Các bạn có thể xẻ dọc nước hoặc là xẻ chữ V, phần này tùy ý ha. Nên là mình sẽ đi may hai lớp vào với nhau và may luôn cái phần xẻ ở đây. Đây mình sẽ may theo cái đường chung quanh ở đây và tới đây mình sẽ may một cái đường xẻ chữ V hoặc là xẻ dọc nước. Và khi may thì để cho cái phần sau khi đó mình sẽ có một cái phần cài nút. Thì các bạn nhớ là mình sẽ kẹp một cái phần phía trong để mình làm phần cài nút. Và để làm cái phần cài nút thì mình sẽ làm một cái phần đoạn dây ngắn ở đây. Các bạn có thể sử dụng một cái đoạn thun ngắn hoặc là các bạn có thể là may lộn ra một cái đoạn dây nhỏ như thế này để mình làm cái phần dây trồn qua cài nút. Và mình sẽ may kẹp vào đây, kẹp giữa hai lớp. Đây, bây giờ mình sẽ đi may chung quanh nha và xẻ ở đây. Sau khi mình đã may cái phần giọt nước rồi, bây giờ mình sẽ cắt và bỏ cái phần này ra. Và các bạn có thể gọt bớt đi cái phần vải thừa ở đây cho cái phần góc này nó được nhọn hơn. Và nếu như mà vải không co giãn thì các bạn có thể bấm sơn những cái góc ngay góc cong này để mình lộn ra hai lớp cho được êm. Được cái phần cổ tròn có phần mình để mở nút phía sau như thế này. Và để cho cái phần cổ được nằm êm thì mình sẽ lật hai phần ra như thế này và may một đường mí lên phần lớp lót phía trong. Mà sẽ đẩy hết phần vải qua phía bên lớp lót, lớp phía trong, và các bạn sẽ may một đường mí ở đây. May sát cái đường may cách khoảng 0.1cm. Mình may đều chung quanh cho cái phần cổ mình nó nằm êm hơn. May xong các bạn sẽ để ủi ra được một cái phần cổ như thế này. Bây giờ mình sẽ ráp may với lại phần thân áo. Phần thân áo thì sẽ có hai cái phần xếp ly. Đây, các bạn sẽ xếp hai phần ly về phía phần bên phần nách áo. Các bạn sẽ thấy hai điểm đánh dấu trên cái phần rập này, các bạn sẽ để hai phần này trùng với nhau thành một cái phần xếp ly như thế này. Đây, gấp vào đây và kéo vào đây. Tương tự phía bên này. Tương tự thân trước và thân sau, các bạn sẽ đi may hai cái phần ly này liền với nhau. Sau đó mình sẽ tiến hành ráp may phần đô với lại phần phía dưới. Phần đô này thì có hai lớp nên mình cũng sẽ có hai cách may. Nếu như mà các bạn muốn là cái phần lớp phía ngoài, đặc biệt là các bạn may phần phía ngoài là các bạn cuốn biên, thì các bạn sẽ đi may rời hai lớp ra. Tức là lớp phía trong thì các bạn sẽ đi may với lại phần này.
Khi may như vậy thì các bạn sẽ lật cái phần lớp chính ở phía trên ra và các bạn sẽ may với lại phần lớp lót. Các bạn quay hai phần này các bạn may vào với nhau. May nối ở đây. May tương tự thân trước và thân sau. Sau đó thì các bạn sẽ đi ráp may phần tay vào với lại phần áo. Sau đó thì lớp phía ngoài này các bạn mới đi may đè cái phần lớp này đính lại với lại phần cổ. Giống như là mặc áo này mình đã may xong rồi đây, tức là mình sẽ may liền cái lớp phía trong và cái lớp ngoài này thì mình sẽ đi may rời. Tức là sau khi mình đã may xong thì mình mới may cái phần này vào như thế này. Cách thứ hai thì các bạn sẽ đi may liền hai cái phần lớp này liền với nhau luôn. May cố định hai lớp, lớp chính và lớp lót liền lại với nhau. Sau đó mình sẽ đi may nối với lại phần này, nối với lại phần thân phía dưới. Và khi may thì các bạn, khi mà các bạn may nối hai cái phần này thì các bạn sẽ kẹp phần ren chính giữa này vào. Thì khi may xong các bạn cũng vẫn được một cái phần áo có cái phần ren nổi như thế này. Đây là phần cổ mình đã may hết phần ren chung quanh như thế này. Sau đó mình sẽ đi may nối những cái phần thân áo và phần tay áo vào. Đây mình đã nối với lại phần thân áo với lại phần đôi áo phía trên. Sau đó thì mình sẽ đi may phần sườn lại. May hai phần sườn liền với nhau. May xong phần sườn, bây giờ mình sẽ đi may phần tay áo vào. Tay áo thì các bạn sẽ may tương tự như các phần tay áo bình thường thôi. Giữ hai phần sườn tay và phần sườn của áo vào với nhau. Nhớ là để có phần tay nách trước và nách phía sau. Sau đó may nối chung quanh. Sau khi ráp xong phần tay áo thì các bạn có thể may phần lai. Là mình đã hoàn thành chiếc áo này rồi. Vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn cách cắt may mẫu áo baby doll có phần tay bèo rất là dễ thương. Chúc các bạn thành công. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.